Thầy thử viết ra cho em được không ạ? Được các bạn đấy nhá, các bạn tắt đấy nhá, tắt âm thanh đấy nhá. Dạ. Rồi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu học. Hôm nay chúng ta đề là xử lý trên sâu ký tự, tức là làm như giải những cái bài toán từ đơn giản đến phức tạp để mà làm việc trên sâu. Thầy thật ra em hỏi là xử lý cái gì ký tự ạ thầy? Xử lý sâu ký tự. Trong tiếng Việt người gọi là chuỗi, nhưng mà thầy cứ dùng từ đúng là từ sâu nhé. Sâu ký tự. À. Bây giờ là trong sâu ký tự. Thôi em ghi trong câu đời là xử lý chuỗi cho nó nhanh. Cái sâu thì nó có cái hàm, hàm, hàm này là đây là hàm so, là hàm nối hai sâu lại với nhau này. Đây là cái hàm để tính độ dài của một sâu này, của một sâu này. Còn đây là cái hàm để lấy ra một ký tự nào đó, ký tự của một sâu. Các ký tự của một sâu sẽ đến số từ 1 cho đến n, n là độ dài của một sâu. Thì đây là ba cái hàm có sẵn ở trong sâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý nhé, cùng nhau làm bài tập nhé. Các bạn, cái bài đầu tiên là như này. Cái bài đầu tiên là cho trước một sâu ký tự bất kỳ. Đó. Và cho trước hai sâu ký tự và kiểm tra xem là cái hai có phải là nằm trong sâu không nhé. Như vậy bài là kiểm tra xem một sâu cho trước một sâu cho trước một sâu ban đầu và nhập một sâu thứ hai để kiểm tra xem sâu thứ hai có nằm trong sâu một hay không. Để thầy lấy ví dụ nhé, bây giờ chúng ta làm cái bài tập này nhé, cùng nhau làm cái bài tập, cái bài đơn giản như này. Ví dụ chúng ta sẽ thầy sẽ tạo ra hai cái biến nhớ. Một cái biến nhớ tôi thì gọi là STR. STR là cái sâu thứ nhất nhá. Là cái sâu thứ nhất được nhập vào từ bàn phím. Tiếp theo là cái sâu thứ hai thì đặt tên là SC. SC nhá. SC cũng nhập từ bàn phím. Từ bàn phím nhá. Đấy. Thì đầu vào là kiểm tra xem là cái sâu SC này có phải là sâu con của sâu STR hay không. Nếu có thì thông báo là có, sâu SC là sâu con, còn không thông báo là không là sâu con. Tự nhiên là STR thì đặt cái là Hà Nội Việt Nam chẳng hạn. Đó thì thì đặt cho trong câu cái SC là chữ là Hà thôi, thì là Hà là sâu con Nam nhé. Còn nếu mà sâu nhập SC là cái sâu là chữ là Quảng Bình chẳng hạn, thì Quảng Bình không phải là sâu con của cái sâu là Hà Nội Việt Nam. Đây chúng ta phải, các bạn biết được chuyện đó được chưa? Thế thì để lại việc này thì thầy sẽ em sẽ làm một thủ tục để kiểm tra. Các bạn có nghe rõ chưa? Rồi. Và bị kích trực hàng này. Mùa thông báo là mạng rất là chậm, mạng bị trục trặc, mạng nhà thầy này nó không ai có vấn đề. Thì để làm cái này thì thầy cần một cái thủ tục con như sau. Là cho trước một sâu, cho trước một sâu và hai cái chỉ số là G và K. Việc cần lấy ra cái sâu con nằm trong cái từ vị trí G đến vị trí K, lấy ra một sâu con. Thế thì bây giờ làm thủ tục trước nhé, đây này. Bây giờ thầy làm như sau này, thầy làm cái thủ tục trước này, cái hàm này thầy làm nhé. Cái hàm này như sau này, cái hàm này là thầy đặt tên là sâu con. Như sau này, tức là lấy ra từ cái sâu mẹ là ký hiệu là STR và lấy ra các cái tự từ cái chỉ số G. Thầy thầy sâu phải là S đấy. Gì? Sâu là XC, cháu ạ. XC chứ không phải SC nhé. Còn là SC là sâu, là con sâu là khác. Còn XC là sâu. Là sâu chính là cái từ chuỗi, là cái từ tiếng Anh nó là string đấy. Nhé. Như vậy là thầy là chỉ số là G này. Và chỉ số thứ hai là chỉ số là K nhé. K. Thầy
sửa lại cho thành cho nó thành chữ nhỏ như chữ thường nhé. G rồi đấy. Như vậy là cái thủ tục này sẽ lấy ra từ sâu mẹ là STR một cái sâu con từ chỉ số G đến K. Từ G đến K. Được chưa? Từ G đến K và cái sâu con đó sẽ đặt vào một cái biến nhớ bên ngoài mà tên là thầy đặt tên là SKQ là sâu kết quả nhé, là string kết quả. Đó, thầy đặt tên nhé. Rồi. Thế thì làm như sau này, thầy làm cái trước rồi, nó thầy làm cái bài tập gốc sau nhé. Thủ tục này là rất quan trọng, thủ tục này là các bạn nhớ là cái hàm này là hàm ta lấy ra một cái số con từ số mẹ bắt đầu từ chỉ số G đến chỉ số K. Được chưa? Rồi, kết quả đưa vào cái sâu đó là SKQ. Thầy làm như sau này. Đầu tiên thầy sẽ đặt cái SKQ là một cái sâu rỗng. Thì muốn mô tả một sâu rỗng thì chúng ta sẽ chọn như này và ta bấm vào đây và bấm phím delete. Thầy xóa đi thì nó thành một cái sâu rỗng. Được chưa? Rồi, thầy sẽ lần lượt lấy các phần tử từ G đến K. G đến K. Và đưa vào cái sâu SKQ này, cái kết quả này nhé. Rồi, thì thầy làm như sau này. Thầy sẽ có một chỉ số chạy. Thầy đặt tên nó là, đặt tên chỉ số chạy đó, ví dụ như đặt tên nó là Y đi. Y. Chỉ số Y là cái chỉ số chạy nhé. Thì là Y sẽ chạy từ đâu? Y sẽ bắt đầu từ gì? Từ G. Từ G mà. Y bắt đầu từ G. Nhé. Y bắt đầu từ G. Và sẽ lặp từ G đến K. Như vậy là lặp bao nhiêu lặp là mà lặp bao nhiêu lần lặp là K trừ G cộng 1 lần. Ví dụ là G bằng 1, K bằng 2 thì là bằng 2 trừ 1 cộng với 1 như là bằng là lặp 2 lần như vậy. Lặp theo một cái chiều dài là chiều dài lặp là K trừ G cộng 1. Thì thầy lặp lại nhé, thầy dùng lệnh này lặp này. Bước độ lặp nó vào. Lặp như vậy thì thầy bổ sung phần tử đó vào đuôi của cái ST kết quả nhá. Lặp này, lặp là cái gì? Lặp là như sau, lặp là G K trừ G cộng 1, đấy là K trừ G đây nhé, K này trừ G này cộng 1 vào đây, đây sẽ là 1 này. Đấy, thì kéo cái này vào đây này, đấy, thì đưa cái này vào đây đó, được chưa? Rồi. Đây. Và làm như sau này, thì nối với mỗi một cái y như vậy, y lặp từ đây từ G chuyến K mà và mỗi y như vậy thì thầy nối như sau này, thầy dùng lệnh này này, thầy dùng cái lệnh bằng quan sát nhé, dùng cái lệnh là thầy set cái SKQ nối thêm vào cái phần tử thứ y của STR, thì dùng lệnh nối lệnh này các bạn, rồi lệnh nối là lệnh join rồi nối nhé. SKQ thì bằng là SKQ cộng với đấy, cộng với đối với sâu bằng SKQ cộng với phần tử thứ y của STR, tức là lệnh gì, dùng cái lệnh này, lấy lệnh này letter thứ mấy đây, letter thứ y đây nhé, y của STR đây đó, thì đưa vào đây và chỗ này thì chuyên y by 1 nữa. Thì đây chính là cái đoạn mà một thủ tục con dùng đến là từ sâu mẹ là STR lấy ra một số con bắt đầu từ vị trí G đến vị trí K mà trả lại kết quả là cái sâu là SKQ. Thầy thử làm thử sâu này có đúng không nhé, nên thầy thử bây giờ thầy cho nhập vào này, thầy nhập từ bàn phím này, nhập sâu gốc nhé, ban đầu đấy nhé, mà thầy đây thầy set str đây gốc nhé, gốc vào đây nhé, bằng gì, bằng trả lời đây, answer đây nhé, và thầy thử xem nhé, bây thầy thử nhé, đây số con đây, số con ví dụ như là thầy lấy str đây, str nhé, lấy phần tử từ thứ hai đến thứ 5 chẳng hạn, như vậy là 2, 3, 4, 5 đấy, lấy ra và sau đó thầy thử thôi, thì kết quả đưa ra cái biến là SKQ đây,
SQD nhé. Rồi thầy nhập mà thử nhé, thầy chạy thử này. Lấy ra đây thầy, bài tập của thầy lấy ra từ từ SQL từ 2 đến 5 nhé, để thầy nhập vào này. Thầy nhập vào số gốc nhé. Số gốc của chúng là 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 chẳng hạn. Thì đáp số nó phải ra, nó phải là gì? Nó phải là 2 3 4 5. Enter này. Đấy, 2 4 5 đúng rồi nhé. Đây này, in ra cái này là đúng rồi này. Đấy, bây giờ nhập lại thử nhé. Nhập lại là Hà Nội Việt Nam. Enter này. Nên ra là A dấu cách NO. Đúng rồi. Như vậy là cái bài tập này đúng rồi nhé. Bài tập này là bài tập phụ thôi. Thế bây giờ thầy làm bài tập chính này. Bây giờ thầy cái tập này để bên ngoài nhé. Đây. Là thầy sẽ nhập số STR. Sau đó là nhập một số con. Và kiểm tra xem số con đó có nằm trong số gốc này hay không. Bây giờ thầy làm tiếp tục. Thầy sẽ nhập tiếp. Nhập một số khác. Nhập số con thứ hai. Thì số con thứ hai này là số gì? Là cái số này đây. Là cái số là STR. Là SC chứ. Số thứ hai là số SC. SC. Là nhập vào là cái này. Được chưa? Đấy, thì bây giờ thầy làm bài tập của thầy nhé. Bài tập chính này. Là nhập một số gốc là đưa vào cái biến là STR. Nhập số thứ hai đưa vào biến SC. Sau đó kiểm tra xem là số SC này có nằm trong số STR hay không. Nếu có thông báo là có, số S là số con của STR, còn nó không nằm trong thì thông báo là không, số S thì không phải là số con của STR. Được chưa? Đấy, thì đó là bài tập chính. Bài tập chính đó thì chúng ta làm bây giờ, và nó sẽ phải dùng cái hàm con này, cái thuộc con này. Thuộc con này thuộc lấy ra một cái số con từ một cái số mẹ, bắt đầu từ chỉ số G đến chỉ số K. Giờ thầy làm bài tập tài chính nhé. Bài tập này thầy đặt tên là gì? Thầy làm cái thủ tục block đây. Thầy đặt tên là tìm sâu con. Bài này nó số 2 tham số. Tham số thứ nhất là STR là số mẹ. Tham số thứ hai là SC. Được chưa? Đó, số SC. Và cái bài này nó sẽ như thế này. Nó sẽ ở đây. Đấy, sau khi mà nhập vào đây nhé. Nhập vào sâu STR này, sau đó thì là nhập SC này, và nó sẽ phải tìm số con là cái sâu SC đây. SC có phải nằm trong sâu này không? Kết quả đưa về cái biến nhớ đặt tên là KQ. KQ là biến kết quả. Nhé. Nếu KQ bằng 0 thì là 0 là không nằm trong. KQ bằng 1 là nằm trong. Được chưa? KQ bằng 1 là nằm trong. Bằng không thì là không là không nằm trong. Đây, các quy đây nhé. Rồi, thế đồ làm này. Đây là phần chính của nó đây này. Phần chương trình gốc đây. Còn đây là đây chương trình con đây. Là chỗ này đây nhé. Thế thầy nhắc lại này. Đáp đầu ra của cái thủ tục này là cái biến nhớ KQ. KQ bằng không thì tương đương với là số SC. Số SC không nằm trong số STR. Và ngược lại. Có ghi bằng 1 nếu mà S nằm trong số STR. Rồi. Trước là nhau chúng ta sẽ đặt đầu tiên chúng ta đặt là KQ bằng 0 đã. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cho một cái biến nhớ. Ở đây dùng y rồi nhé. Ta dùng cái biến ở đây là cái chữ K này là K đỏ đỏ thì không ảnh hưởng. Đây thì tạo biến nhớ là biến K đi. Đấy. Biến K là cái biến sẽ chạy từ 1 trở đi. K chạy từ 1 trở đi. Chạy từ 1 cho đến khi nào? Chạy từ 1 cho đến cái vị trí mà là bằng là độ là length của STR trừ đi length của S cộng với 1 thì ta dừng lại và kiểm tra xem là từ cái vị trí K đó đến cái độ dài thì đặt thêm cái độ dài là đặt thêm cái biến nữa là biến length. Là cái độ dài của SC. Nên là cái biến độ dài của số SC. Như vậy là mỗi một ca này chúng ta sẽ kiểm tra lên phần tử xem nó có trùng với SC không. Nếu trùng thì là dừng lại ngay, đặt KQ bằng 1. Còn không trùng chúng ta lại tăng K lên 1. Cứ thế K chuyển dụng từ 1 cho đến là len của STR trừ đi len của SC cộng 1 thì dừng lại. Khi xong hết thủ tục rồi, nếu KQ bằng 0 thì thông báo là không tìm thấy.
là không phải số con. Quy luật 1 thì ta thông báo là có, là số con, được chưa? Miền ca chạy từ đây trở đi nhé. Về thì đặt một cái, đặt cái biến len để ta đỡ và nhập lại cái biến kiến. Biến len là cái độ dài, cái biến len là cái độ dài của gì? Độ dài của cái số S gì? Ta tránh ra vậy. Đây nhé, biến len nhé, ta để ở đây này, để trên này đi. Đó, nhé. Rồi, thì bây giờ mình lặp này. Lặp này, cho ca chạy đấy. Lặp như sau, lặp cho đến khi nào? Không phải lặp một mạch mà là chúng ta sẽ lặp ẩn thiên. Lặp cho đến khi là hoặc là KQ bằng 1 thì dừng lại, dùng 9 rồi thì dừng lại. Hoặc là K này vượt quá giới hạn cho phép thì cũng dừng lại. Đúng không? Nhưng mà chỗ này là lặp cho đến khi gì? Lặp cho đến khi là hoặc là KQ bằng 1 thì dừng lại. Đấy, hoặc nhé. Hoặc là 1 là KQ bằng 1. Đã tìm biết rồi thì ta dừng lại. Hoặc là KQ bằng 1 thì dừng lại. Nhé. Hoặc là gì? Hoặc là để ra xa để cho nó khỏi nhỉ. Máy đã thông báo là internet đang rất là chậm. Rồi. Lặp cho đến khi mà K hoặc là KQ bằng 1 thì biết rồi thì dừng lại, hoặc là khi K vượt quá một dạng nào đó thì ta cũng dừng lại. Đây, khi mà K vượt quá gì? Vượt quá cái độ dài cần thiết, tức là vượt quá là len của STR trừ đi len của S cộng 1. Đây, trừ đi vượt quá cái này. Vượt quá là ta lấy cái này cộng 1. Đây, dùng trừ đi nhé. Len của STR. Đây, cái hàm này. Len của STR. Đây. Đúng không? Trừ đi len của SC. Len của SC chính là cái len này rồi. Đây, chúng ta có được sẵn biến đây rồi. Chúng ta không phải biến lại cái bản dài. Trừ đi len của S cộng 1. Đây, đây là 1. Thì nếu mà K mà vượt quá này thì cũng dừng lại. Được chưa? Rồi. Thì tới đây chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái số con từ của cái STR này bắt đầu từ vị trí K này mà theo độ dài là len thì nó có trùng với S hay không. Thì như vậy đây chúng ta làm thêm cái thí nghiệm, chúng ta làm thí nghiệm nó thôi ở đây. Bây giờ thầy đặt ở đây thêm hai cái biến nữa để mà mô tả cái JK ở đây. Đặt tên nó là J1. J1 nhé. Đặt tên nó là J1, đặt tên nó là K1, chứ nó khỏi lẫn thôi. Đấy. Ta sẽ tìm cái số con là bắt đầu từ J1 đến K1. Nhá, thì là như sau này. Thầy đặt cái J1 là bằng bao nhiêu? J1 chính bằng là K. Nhưng mà chỉ K đây. Đấy. J1 là chính bằng K. K đang chạy ở đây bạn, K đang chạy ở đây nhé. J1 là bằng K. Còn K1 là bằng bao nhiêu? K1 là cái theo độ dài của len. K1 chính bằng là J1 cộng với len và trừ đi 1. Trừ đi 1. Ví dụ độ dài bằng 2. Độ dài của len bằng 2 mà cái vị trí K đang là 1. Thì cái K1 nó sẽ bằng 1 cộng với 2 là 3, trừ đi 1 là đúng là 2. Ở chỗ này này, ở chỗ này là phải là gì? Ở chỗ này là phải như thế này. Đây. Ở chỗ này này, nó sẽ phải là gì? K1 sẽ bằng gì? Sẽ bằng là J1. Thế chỉ bằng K. Nó chỉ là bằng J1. J1 cộng với len. Chỉ đi 1. Đấy, chỉ đi 1. Đây, K như này ở đây này. Đấy. Vị trí đầu đó ta cần đây là vị trí đầu mới, mà vị trí đầu là J1, vị trí 2 là K1. Sau đó chúng ta mới lấy ra cái số con ở đây. Chúng ta mới lấy ra cái block này. Lấy ra số con nhé. Đấy. Số con của gì? Của STR. Đây, của STR ở đây. Của STR. Vị trí đầu. Đây, để lấy lại cái này, chúng ta gọi hàm rồi này. J ở đây là bao nhiêu?
G ở đây chính là G1, cho nó giống nhau. Đây là K1. Một. Rồi, kết quả là đơn vừa chạy. Thì chúng ta đây chúng ta kiểm tra về kiểm tra SKQ mà bằng SC thì là đúng rồi, thì là thông báo là SKQ 1. Chúng ta làm mệnh này. Mệnh này là if. Đây, if nếu if nếu đây này, nếu như mà là SKQ đấy nhá. SKQ là cái gì? SKQ là SKQ là cái em là cái kết quả của cái thủ tục số con ở trên này. Lấy ra phần lấy ra số con từ của số STR ở đây. Từ G1 đến G1 lấy ra. Nếu SKQ bằng SC. Được chưa? Nếu bằng SC thì sao? Thì thông báo thì đặt là KQ bằng 1. KQ bằng 1. Nha, đó. Còn không thì ta lại đi tiếp. Còn thì ta sẽ change K by 1. Qua đây. Cái này này. Đây. Cho chạy vòng. Vòng K đây nhé. 1 đây mà trên K by 1 đây. Để nó là để đi vòng 1. Ngập đầu trên cuối của cái chuỗi của cái show STR đây này. Nhá. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi chúng ta sẽ quay lại cái này. Các bạn nhìn chẳng kỹ chưa? Thế chúng ta sẽ quay lại cái này nhé. Để bỏ này biệt thì đưa vào đây. Mình kiểm tra đây nhé, số con để bỏ đây đây nhé. Rồi thì bây giờ tìm số con này, sau đó thầy sẽ thông báo như sau này. Đầu tiên thầy sẽ thông báo này, kiểm tra này, cần nên thông báo nhé, kiểm tra này. Đây, kiểm tra nhé, tìm số con, kết quả trả lại là cái kết quả như vậy, sẽ phải kiểm tra được hai mức. Đây, nếu mà bằng, nếu mà KQ, rồi, kết quả, mà bằng 1 là tìm thấy, bằng 1 là số con, bằng 2 thì là 0, đúng không? Bằng 1 thì như sau, bằng 1 thì thấy bên này nhé, bằng 1 thông báo này, thông báo này, sâu, sâu là sâu rồi là sâu con của nhé, sâu nhé, sâu này sâu SC mà sâu SC rồi, sâu là sâu con của gì, của STR. Họ các bạn đã cắt được một thì là thông báo. Còn các cái bằng không thì cái báo ngược lại là không, là sâu này không là, không là đấy, đúng nhá, thì các bạn cùng tra với thầy nhá, thì nhá sâu gốc này tự nhiên là Hà Nội, Việt Nam nhá, cô con tên là Việt này. Thông báo là đấy, câu Việt là sâu con của Hà Nội Việt Nam nhé. Thì thực ra là một bài khác nhé. Câu mẹ sẽ đặt tên là Hà Nội. Rồi này, sâu con đặt tên là Hòa Bình. Thì máy thông báo ngay là không, Hòa Bình không là sâu con của Hà Nội. Được chưa? À, nói thêm các bạn nhé. Các bạn chú ý là cút là cờ rồi. Đây. Ở trong slide ấy, thì khi số đánh sâu ấy thì phần mềm không phân biệt chữ hoa chữ thường. À, các bạn chú ý nhé, ngọc sâu gấp là con bác của thầy slide là không phân biệt nhé. Như này chúng ta kiểm tra cho bạn xem thấy ngay này. Để cho em xin loại cốt của cái lá cờ. Thầy cho em xin lại cái định kho định kho số con ạ. Cái nào cơ? Đây là cái kho số con đấy ạ. Số con đây này. Số con đây nhá, thầy để ở đây cho dễ nhìn này. Đấy, số con đây nhá.
Dạ. Ừ, con đấy. Con hả? Con em có cái phần sau. Đấy. Ở trong Scratch các bạn chú ý là khi so sánh sâu thì Scratch không phân biệt chữ hoa chữ thường. Để thầy cho bạn xem lệnh này thử nhé. Bây giờ thầy viết đây là chữ H hoa này. Ở đây là chữ H thường này. Kiểm tra này. Nó nói là true, đúng. Như vậy là ở trong Scratch thì là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cho nên rất là khó khi mà chúng ta có bài tập mà xử lý với chữ thường chữ hoa thì không làm được. Cho nên ở trong Scratch là chúng ta đồng nhất chữ viết hoa chữ viết thường. Khi viết chữ Hà Nội thì chữ H chữ viết hoa chữ thường vẫn là một. Thế là viết đạo được, nhưng các bạn chú ý nhé. Đó. Trong Scratch thì là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Rồi. Cho hiểu vào đây chưa? Đây là cái bài đầu tiên, cái bài tập đầu tiên của hôm nay đấy nhé. Thì chúng ta sẽ lưu cái bài này lại. Lưu cái bài này lại cho ngày buổi hôm nay nhé. Hôm nay là cái buổi em coi lại cái sau câu. Tìm này. Thầy ơi cho coi lại một chút cái chỗ mà lệnh lá cờ. Đây, lá cờ đấy. Đây, lá cờ đây. Đấy. Lá cờ đây nhé. Đây. Thấy không? Đấy. Thầy thì cho em xem lại cái đoạn lệnh của cá sâu con với lại tìm sâu con với ạ. Sâu con cả hai cái luôn. Đây thì cho bạn chọn mình cho nhìn nhé như này. Sâu con nhé. Đấy. Sâu con đây này. Đấy. Này nó bị sâu con nhé. Đây có dễ nhìn hơn này. Đấy, đây dễ nhìn hơn này. Đấy. Ở đây dễ nhìn luôn này. Đó nhé. Thì là cái thủ tục mà tìm sâu con này. Nhất này này là nó kiểm tra xem là cái sâu S này có nằm trong sâu STR hay không. Nếu có thì biến kết quả này trở lại là 1. Còn nếu không thì kết quả này trở lại là 0. Cái kết quả này. Đó. Trong trường này nó sẽ phải dùng một cái thủ tục con là sâu con. Sâu con đây. Là sâu này là trả lại một cái sâu con của STR bắt đầu từ G1 đến K1. Kết quả trả về là cái sâu này SAQ. Đấy. Nhá. Cái bài này là đặt tên mà đầu tiên là bài tìm số con rất là quan trọng. Nhưng mà giống ý của thầy mà có biết tại sao lại em vẫn nhập đúng là có ông cái có trong dãy sâu mà trong này nó vẫn kêu là sâu mà vẫn nhập không phải là sâu con của sâu gốc. Thế à, thế cho mình kiểm tra lại cẩn thận xem sai ở đâu nhé. Em kiểm tra kỹ rồi, giống y hệt thầy luôn. Không khác tí nào. Xem cái phần kia có cho cái sâu vào chưa? Ở đây cẩn thận lắm vì là hả? Các bạn chú ý đây là cái STR mẹ sẽ là lúc thì đỏ, lúc thì vàng, chú ý này nhé. Gốc lên là nó màu vàng này. Đấy. Ở chỗ này là màu vàng này. Chỗ này màu vàng nhưng mà chỗ này là vàng, chỗ này là đỏ này. Rất là dễ nhầm lẫn chỗ này nhé. Em cũng kiểm tra hết rồi. À thế à? Đúng mà. Các bạn cho cái phần khối tìm sâu con vào chưa? Hả? Bạn kiểm tra xem cho cái phần khối tìm sâu con vào chưa? Có rồi. Chắc tôi nhập lại cho nào, kết quả đúng không? Nhập lại kết quả như thế này, bây giờ thầy nhập lại cho nó một số khác nhé. Bạn chia màn hình đi. Số gốc là BC nhé. Số con là CBC. Đấy, nó là số CBC là số con của số BCBCBCBCB. Đấy, vì đấy, cái số CBC nó nằm đây, nó nằm ở chỗ này này. Đấy, CBC nó nằm ở chỗ này này. Cái khối KQ nó. Cái bài của con là chả biết sao mà cái khối KQ nó không chạy thầy ơi. Thế à? Nó không chạy. Khối KQ không sao chạy. Sao cái chỗ repeat được thì nó có đúng không này? Kiểm tra chỗ này có đúng không, chỗ này là dễ nhầm lẫn này. Đấy. Nhá. Kiểm tra thật kỹ đi nhá. Làm rồi. Thôi bây giờ chúng ta phải sang bài 2 rồi.
11 là về các con cứ làm nhé, về không về xong lại bài của thầy, thầy sẽ gửi lên mạng để con xem. Để chúng ta sang làm bài số 2. Bài số 2 là bài rất hay. Bài số 2 là như này nhé, là bình thường khi chúng ta có thông tin vào ấy, gõ sai, chúng ta hay gõ thừa dấu cách ở giữa chẳng hạn. Thì đầu bài là gì? Đầu bài là nhập trước một sâu từ bàn phím và các con phải sửa đi những dấu cách thừa ra. Thừa ra. Ví dụ cần gõ mấy tên như là Hà Nội Việt Nam thì giữa chữ Hà Nội chỉ có một dấu cách thôi. Trước chữ Hà là không dấu cách, sau Nội chữ Việt là có một dấu cách thôi. Sau Nội là không dấu cách. Nhưng mà chúng ta lại thừa dấu cách ở phía trước, ở giữa và phía trong và đằng sau cái chữ là Hà Nội Việt Nam. Thì như vậy phần mềm sẽ phải thì phải có nhiệm vụ là sửa lại cái sâu đó, bỏ đi những dấu cách thừa để trả lại một cái sâu đúng. Đó, thì đầu bài như vậy nhé. Để chúng ta là làm xong bài mới nhé. Bạn nào con cứ nhớ lại và về nhà con sẽ làm, ai chưa làm xong thì về nhà làm tiếp hoặc là xem bài của thầy sau. Nhưng bây giờ chúng ta sang cái bài tập số 2. Đầu bài tập rất là hay là như thế này. Tức là đầu bài là cho trước một cái sâu mẹ. Một sâu giờ từ ban đầu. Và cần phải sửa lỗ chính tả cho sâu đó. Ví dụ như thầy lấy dụ thầy cho thầy tập luôn cho bắt đầu như này nhé. Đây. Ban đầu thầy nhập này. Thầy tạo một cái sâu ban đầu là STR đi. Nha. Đây, đặt là STR nhé. Đây. Bây giờ thầy sẽ nhập vào từ bàn phím sau này nhé, sau gốc nhé. Yêu cầu của đồ bài là cần phải sửa lỗi chính tả cho cái sau này, nhập sau gốc nhé. Đây. Đây, nhập sau gốc mình nhé. STR này. Đây. Bây giờ thầy in ra cho bạn xem cái sau gốc đây nhé. Thầy cho xây nó ra để nhìn, để chúng ta nhìn nào nhé. Đây, xây nó ra để quan sát đây này. Đây mình là thử nhé. Đây. Nhập số gốc này. Thầy nhập sai này. Thầy có dấu cách này. Thầy có thể của thầy nhé. Bùi này. Xong lại cách đi một tí này. Xong lại Việt này. Việt này. Xong lại Hà này. Enter này. Đấy có thấy không? Là ở trước chữ Bùi này là có dấu cách nhà thừa này. Ở giữa Bùi và Việt này có dấu cách thừa này. Sau Việt và chữ Hà có dấu cách thừa này. Sau hàng bị thừa. Đây bây giờ làm sao thì bây giờ đầu bài là gì? Đầu bài là cần phải sửa đi, bỏ đi những cái cách đó. Ở trước và sau. Tức là ở trước chữ Bùi thì tất cả những cách là bỏ đi hết. Được chưa? Ở sau cái chữ Bùi này thì ở sau cái chữ Bùi này thì có hai cách. Thì ta chỉ để lại một dấu cách thôi. Được chưa? Nếu có ba dấu cách thì bỏ đi hai dấu cách. Rồi. Còn sau chữ Việt cũng vậy. Chữ Việt và chữ Hà có một số dấu cách chúng ta bỏ bớt đi. Chúng ta bỏ bớt đi. Đấy. Và sau chữ Hà này cũng vậy. Cũng bỏ dấu cách đi. Được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý cái làm như sau nhé. Cái làm như sau này. Cái đó như sau này. Chúng ta sẽ chạy một vòng lặp. Cho biến K chạy từ đầu đến cuối của cái số STR này. Đó. Và chúng ta kiểm tra từng ký tự một. Nếu cái tự đó mà không thừa thì chúng ta chuyển sang cho một cái số đích, số thứ hai. Còn nếu mà thừa thì chúng ta không chuyển sang. Như vậy cách làm như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái số thứ hai đặt tên là số đích chẳng hạn, hay số kết quả đi, số kết quả. Thì ban đầu số kết quả này là rỗng và chúng ta sẽ chạy một cái vòng lặp. Một cái vòng lặp mà chạy từ đầu đến cuối của cái sâu STR kia và kiểm tra các ký tự. Nếu mà ký tự nào mà thừa thì chúng ta vứt đi, chúng ta không copy sang cái sâu kết quả. Đó là chuyện thuật toán nhé. Bây giờ thầy tạo cái chương trình cho các bạn xem, cũng đơn giản thôi. Đây cũng rất là hay. Chúng ta tạo một cái block nhé, đặt tên đó là sửa sâu nhân tạo rồi nhé. Đầu vào của nó chỉ là một sâu thôi, là STR. Đó. Thì cái đầu bài này là như sau. Cái đầu bài này là gì? Là nôm na là chúng ta sẽ phải bỏ đi những cái tự thừa của cái sâu này, của cái sâu STR này. Được chưa?
nhé. Đó. Thì cái làm như sau này, để đơn giản nhé, chúng ta cho một cái biến k chạy từ một đến cuối của sâu str này và kiểm tra cái tự ứng với cái tự k của str. Nếu mà cái tự đó mà là thừa, chúng ta sẽ hiểu sau xem là thừa nhé. Nếu mà thừa thì chúng ta bỏ qua, còn cái tự đó không thừa thì chúng ta copy sang sâu cái sâu SKQ nhé. SKQ là số đích kết quả cho làm thử nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ cho đầu tiên thì cho SKQ là một sâu rỗng. Bắt đầu đến là rỗng thì bấm vào đây này, bấm phím delete này, rỗng nhé. Rồi rỗng. Sau đó thầy sẽ cho một cái biến k chạy từ đầu cho đến cuối của chuỗi nhé, của cái sâu của chúng ta, đặt k bằng một và lặp từ đầu đến cuối luôn. Lặp từ đầu đến cuối. Có vòng lặp như sau, ta để vòng lặp theo đúng độ dài của str ở đây nhé. Đây, thì đặt cái vòng lặp như thế này. Vòng lặp đây. Theo cái length của sc. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu xử lý này. Ta kiểm tra xem là cái sâu cái phần tử tại phần tử thứ k này. Đây thì đặt thêm cái thầy tạo một biến nhớ nữa dùng để mô tả từng ký tự một, đặt tên là CH, tức là cái từ và ra cái tên của từ là cha nhé, là ký tự nhé, CH này. Thầy với mỗi k thầy sẽ xét cái CH này đặt gắn nó bằng gì? Gắn nó bằng là phần tử thứ k của str. Đây. Let nhé. Phần tử thứ k. Thứ k của str. Đó. Và bây giờ thầy bắt đầu kiểm tra. Thì kiểm tra xem cái từ này là cái từ này là cái từ thừa hay không thừa. Thì phải đi nghĩa thế nào là thừa. Đó, cho chú ý nhá, thế nào là thừa. Thừa tức là gì? Thừa nếu mà ở phía đầu của dãy nhé. Thì nếu mà nó là rỗng thì nó là thừa. Vứt ta bỏ ra. Còn ở giữa hai từ thì nếu mà nó có hai dấu cách thì là thừa. Hai dấu cách thì là thừa, đúng không? Thì cái dấu cách một không thừa, dấu cách thứ hai là thừa, thì ta bỏ qua. Còn nếu mà cái CH được không thừa thì chúng ta đưa vào sát nhưng mà thừa chúng ta bỏ qua. Nếu mà không thừa chúng ta đưa vào cái SKQ này, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhé. Thì bây giờ muốn kiểm tra thừa hay không thừa thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đây, bây giờ sẽ phải thêm vào một cái biến nhớ nữa. Bây giờ thầy vào trong cái nhớ đây. Chúng ta đưa vào một cái biến nhớ đặt tên là trạng thái. Thầy đặt tên mà tạo một cái biến nhớ nữa đặt tên là status, dùng để mô tả trạng thái khi ta đang chạy nhé. Trạng thái là chỉ cái gì? Là mô tả cái tự trước đó tôi vừa kiểm tra là rỗng, là dấu cách hay là không. Thì nếu mà mô tả trạng thái, nếu mà dấu cách, những cái tự mà chúng ta đang xét ấy là dấu cách thì ta status nó bằng không. Còn cái tự đang xét mà không phải là dấu cách thì chúng ta đặt là một. Nhưng mà status nó có hai giá trị là không và một. Đó. Thì như sau, nếu mà chúng ta đi vào cái tự mà status bằng một thì chúng ta đưa vào kết quả. Còn nếu mà cái tự này bằng rỗng thì sẽ tùy thuộc vào trước đó. Nếu trước đó cũng là rỗng thì cái tự tiếp theo là rỗng ta sẽ bỏ đi. Nếu mà trước đó mà là không rỗng thì đây là cái từ đầu tiên, sau cái đó chúng ta cũng không ta để bỏ lại, ta giữ nguyên lại nhé. Và đến khi chạy đến cuối cùng thì thôi, và cuối cùng là chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa, thầy sẽ làm thêm nhé, các bạn xem nhé. Như vậy ban đầu chúng ta sẽ thiết lập ban đầu là status bằng không, nhưng mà chúng ta trước khi xét thì đặt bằng không để mô tả rằng là coi như là chúng ta đang là cái tự rỗng, chúng ta để ở đây. Đó. Và k chạy từ một đến cuối của số str và trước khi chúng ta xét đặt status bằng không, được chưa? Rồi ở đây chúng ta sẽ xử lý hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi mà cái CH đây này nó là rỗng và thứ hai nó là không rỗng. Đây chúng ta nếu là rỗng thì làm gì? Đây, nếu nó rỗng nhé thì như thế này, chúng ta sẽ ghi hiểu như sau. CH đây, chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta mô tả cái từ rỗng, cái từ space đấy nhé. Chúng ta bấm delete xóa này, bấm phím space này. Đó, như vậy chúng ta vừa mới mô tả đây là một cái từ rỗng, một cái từ nó là dấu cách nhé.
Thì nếu mà dấu cách ta xử lý như thế nào, mà không cách thì ra sao? Được rồi, thì biểu thầy mô tả nhé. Nếu mà cái tự này mà là rỗng thì chúng ta phải xem trước đó, tức là status trước đó nó là cái gì. Đấy, thì nếu mà đây nha, nếu mà đây chúng ta phải đọc lòng đây, nếu mà status trước đó bằng không thì chúng ta bỏ qua, không copy vào, không copy sang cái SKQ. Mày đang ấy nè. Nếu mà trước đó mà status bằng 1 đấy thì ta xử lý. Đây, chúng ta xử lý nhé. Nếu mà trước đó đây, nếu trước đó mà status bằng 1. Tôi nhắc lại nhé. Hiện nay chúng ta đang đi vào, bắt đầu đi vào một ký tự là ký tự rỗng, ký tự là dấu cách, phím cách, được chưa? Ở đây nhé, dấu cách đây. Thì sẽ kiểm tra này, nếu trước đó là 1 à, thì trước đó là 1 vì chúng ta đang ghi hết chữ Bùi này, sau đó là dấu cách, sau đấy chữ Việt này, thì sau có hai dấu cách liền ấy, thì dấu cách bắt đầu chúng ta giữ lại. Như vậy là nếu mà status bằng 1 thì cái tự dấu này chúng ta vẫn giữ lại. Đó, và chúng ta làm như sau. Giữ lại cho chúng ta sẽ làm như sau. Để giữ lại chúng ta làm như này, chúng ta sẽ set SKQ nhé, bằng đây, bằng join, nối vào cái phần thầy ơi. Sao? Đây. CH bằng không có gì hay là dấu cách đây ạ? À? Đây dấu cách nhá. Dấu cách chứ không phải là rỗng. Ở đây là rỗng này. Ở đây là rỗng nhất, cái tự là không có gì cả, là bằng là cái tự rỗng đấy. Cái tự là vâng. Đây là dấu cách. Dấu cách đây nhá. Đó, vâng. Chú ý nhé. Vâng. Nếu mà cái tự CH bằng là dấu cách mà trước đó không là dấu cách thì chúng ta vẫn đưa vào cái này, chúng ta vẫn đưa cái CH này vào bên phải của SKQ, và chúng ta sẽ thiết lập lại cái status bằng không. Đây, đưa vào đây. Đây là như vậy, bắt đầu từ đây chỉ nó là không nhé. Đó, thì đó là trường hợp xử lý nếu mà CH bằng còn nếu mà CH bằng rỗng, bằng dấu cách mà status bằng không thì ta bỏ qua, vậy chúng ta không xử lý nữa. Còn ở đây nhé, trường hợp ở đây là nếu mà CH không là rỗng thì sao? Nếu CH không là rỗng thì lập tức là gì? Lập tức là đưa ngay vào đây. Đây chúng ta này, nếu CH không là rỗng nhé, ở đây này thì lập tức là gì? Lập tức là chúng ta sẽ đưa ngay CH vào đằng sau cái SKQ và đặt ngay status bằng một luôn được vào đây. Đấy. Còn nếu mà CH mà là không rỗng thì nó không thuộc phía trước ở đó, phía trước đó là rỗng không quan trọng, luôn để ở đây. Đấy. Như vậy là sau cái chỗ này rồi thì là đã xử lý đúng rồi, nhưng mà chưa trường hợp ở cuối cùng là bị dừng cái từ thì chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa ở đây nhé. Đây thì ở đây chúng ta sẽ xử lý thêm như thế này. Trường này đúng rồi này, người đúng rồi đấy, nhưng mà để thầy thử cho bạn xem nhé. Đây đã gần đúng rồi nhưng mà vẫn chưa hẳn là đúng hẳn, để thầy cùng xem nhé. Bây giờ đây, sau đây nhé, bây giờ thầy xử lý này, thầy cho bạn xem thử này, sửa sâu này, chúng ta sửa cái sâu str nhé, str, sau đó là xây cái kết quả SKQ để chúng ta xem nhé. Ở đây, trước cái đó thì thầy cho hiện trên màn hình cái sâu gốc đã, cho các bạn xem cái sâu gốc nhé, để thầy nối vào để xem sâu gốc. Đây, trong 2 giây nhé, sâu gốc này, để kiểm tra trước khi ta làm nhé, sâu gốc này, sâu gốc chính là SDR đây, đó, trong 2 giây thì để chỗ ẩn đây, đó. Như vậy là khi nhập SDR vào này, xem sâu gốc trước đây, xong xử lý sâu này, kết quả đây đưa ra đây. Thầy thử nhé cho bạn xem nhé. Đây, ví dụ này, đọc số gốc này, Hà này, đọc cách này, Nội này, đọc cách này, Việt này, Nam này, đọc cách này. Đấy, nhưng mà chỗ này thầy nhập đây là rất nhiều đọc cách thừa đúng không? Chứ Hà Nội là bị thừa này, Nội và Việt là thừa này, Việt và Nam thừa, sau Nam cũng thừa. Enter này, số gốc đây nhá. Ôi bị sai rồi, chỗ này bị sai, kết quả sai rồi.
sao là như này, thầy chưa chuyển, thầy chưa chuyển ca, đúng rồi, quên một cái lệnh rất quan trọng, chưa change ca bay một ở đây, ở chỗ nào nhỉ, quên mất chưa change ca bay một, làm ra lỗi, đấy, bây giờ thử lại nhá, thành hát mã nhé, Hà này, Nội này, Việt này, Nam này, Enter. Những kết quả này, kết quả thì đúng rồi, và chữ trước Hà là không phải chữ Hà Nội cắt đúng rồi, Việt sau Nam nữa không dấu cách này, ở đây vẫn còn một cái lỗi nhỏ là sau Nam vẫn còn dấu cách nữa, như vậy ở chỗ này vẫn bị sai một chỗ, vẫn bị thừa vì chúng ta không xử lý được ở phần cuối, khi đến cuối ở đây thì nó vẫn xử lý ở chỗ này này, nó vẫn cộng thêm vào, nhưng mà chúng ta phải xử lý thêm một tí nữa nhé thì mới được. Thầy dần lại làm thử lại nhé. Đây này. Cách này, Hà này, Cách này, Nội này, Việt này, Nam này, Cách này, Enter nhé. Đấy, chữ Hà mình lệch ra đây này, này. Ở đây đúng rồi, nhưng mà sau chữ Nam vẫn trong sau Nam này vẫn còn dấu cách, thì cho bạn xem thử nhé. Sau Nam này, đấy, vẫn còn dấu cách ở đây này, vẫn bị lỗi đấy nhé. Chỗ này là thế là vẫn lỗi chỗ này. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ xử lý chỗ này. Muốn xử lý chỗ này, thầy sẽ phải có cái lệnh, có một cái hàm nữa để cắt đi cái phần tử cuối cùng. Cắt đi phần tử cuối cùng của cái kết quả này. Thì làm như thế nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải có một cái... Chúng ta phải đưa ra một thêm một cái trung gian nữa ta mới làm được. Nhưng mà chỗ này hơi xử lý thêm một chút nữa nhé. Bây giờ thầy sẽ phải làm như thế này. Thầy sẽ có thêm như sau này. Thầy sẽ tạo thêm một cái bến trung gian nữa. Đặt tên là SKQ1. Quy 1 nhé, xử lý ở sau cùng đây. Ở sau cùng đấy nhé, xử lý đây. Thì nếu này, đây xử lý chỗ này, các bạn xem chỗ này xử lý một tí thôi. Nếu nhé, đây. Nếu mà cái phần tử cuối cùng của cái SKQ là dấu cách, thì chúng ta xử lý không thì thôi. Nếu nhé, dấu bằng. Nếu mà cái phần tử cuối cùng, phần cuối cùng, đây, nếu mà kia mà đây, nếu mà letter nhé, letter của cái số SKQ đấy, chúng ta đang là SKQ đây nhé, đây này. Nếu mà cái phần tử cuối cùng của SKQ, phần tử cuối cùng là cái gì, là cái này, là cái length đấy. Phần tử cuối cùng, nếu mà cái chữ cái cuối cùng của cái SKQ này, của KQ này này, len của KQ mà bằng rỗng, bây giờ thầy xóa này, ở phim phát cách này, đấy, thì đây là dấu cách. Nếu mà cái phần tử cuối cùng của SKQ bằng rỗng thì mình làm không có thể thôi. Thì chỗ này là chỗ chúng ta xử lý, thì làm nhanh lắm, làm như này này, các bạn làm như này cùng là thì làm giống ở trên thôi, làm như sau nhé. Thầy mới làm nhanh nhé, thì đặt cái biến là SKQ1 bằng rỗng đấy nhá, và thầy đặt cái biến k, đặt cái biến k chữ từ một vào đây thì lặp, nhưng mà không phải lặp toàn bộ n, mà chỉ lặp là không phải lặp toàn bộ cái độ dài của KQ này, mà chỉ lặp len KQ trừ một thôi. Đây, đặt lọc cái này. Đây. Trừ 1 thì tôi sẽ bỏ đi phần cuối cùng là rỗng mà. Phần cuối là rỗng thì không bỏ vào. Thì để cái này. Len của cả quy trừ 1. Lập. Đấy. Và thầy copy lại nhé. Thầy dùng lại cái CH ở trên. Thì set CH bằng cái gì? Bằng cái này. Bằng cái letter. SKQ. Phần tử thứ k, để làm nhanh đi mà. Đấy.
lấy phân tử thứ K của SKQ, K chạy từ 1 đến len của KQ SKQ trừ 1 và đưa nó vào cuối của SKQ1. SKQ1 nối như sau, join với SKQ1 nối vào với CH. Đấy, chỗ này này. Đấy. Và khi nối xong thì thầy sẽ gắn lại. Đặt lại là SKQ bằng SKQ1. Đó. Thì đây chính là cái đoạn, đây là cái đoạn này là đoạn chương trình cuối cùng này, thêm vào cuối là cái chương trình này là chỉ kiểm tra là nếu một phần tử cuối cùng của SKQ bằng rỗng thì ta cắt bỏ đi bằng cách chúng ta lại chạy lại, ta đưa lại một cái biến SKQ1 rồi gắn lại. Thì chạy lại thử nhá. Thầy dài một tí, nào chạy lại thầy nhập lại này. Vẫn là đây thôi nhá. Thầy chạy lại này. Đây. Nha thầy. Hà này. Nội này. Dài đi. Việt này. Nam này. Dài như này thế này. Enter nhá. Đấy. Ôi, chỗ này lại bị lỗi rồi, lại bị không có thuận là dễ bị lỗi lắm. Nào, kiểm tra xem sao lại thế nào. Chỗ này chưa có lệnh chuyên ca bay 1 ở đây. Toàn bị lỗi như vậy thôi. Đây, ca đây. Nào, repeat này, ca 1 đây nhá. Repeat này. Repeat này mà xuất vào chuyên ca bay 1 ở đây. Đấy, thì mới được. Thì toàn quên thôi. Nhanh rồi. Thì kiểm tra lại này. Nhập số gốc này, Bùi này, Việt này, Nam này, chỗ này bị sai nhé, Hà Nam, đấy bị đúng rồi đấy, bây giờ chỗ này là sát rồi đấy, không còn là chỗ này là không còn cái dấu cách đâu, để kiểm tra một chút nhé. Nhưng mà kiểu... đây SK đây này, đây này về Hà Nam này, không dấu cách nữa này. Đấy, hết dấu cách rồi. Thấy không nào? Đấy chúng ta, nhưng mà chúng ta làm bài tập số 2 này là như sau. Tôi nhắc lại bài tập số 2 này là gì nhé? Là vào một cái sâu mẹ và sửa lỗ chính tả bằng cách là ta xóa đi những cái từ là giống, là trống. Anh xem là cái khối lệnh là sâu đúng không thầy? Anh chỉ xem ở trên thôi chứ không cần xem vấn đề yếu đâu. Trên đây này. Đây này, đấy nhá, từ đây đây là trên đây này. Đấy, thấy chưa? Bạn chết thì làm gần đúng rồi, chỉ sai khi mà ở cuối của cái từ đó, cuối của cái từ đó có dấu cách thì nó bị sai. Không quay vào dưới mà đúng thì nó không sai nữa. Nhé. Thầy nhập là, bây giờ thầy nhập như này nhé, nhập lại này. Ví dụ như là Hà này. Nó, enter ngay. Thì nó vẫn đúng, thì nó không bị sai. Vẫn là Hà Nội đúng rồi này. Đấy nhé. Nó chỉ, cái chỗ này xử lý, nó chỉ sai khi mà có cái chỗ này sai, khi mà phần tử cái tự cuối cùng của cái sâu str này nó là dấu cách thì nó bị lỗi, nên nó không xử lý hết ở phần cuối được. Thì chúng ta làm như này nhé. Đấy, các bạn thấy không nào? Nhưng mà đây là một cái bài tập thứ hai, một tập mà thầy cũng làm rất quan trọng, rất quan trọng nhé. Thầy lướt xuống xít rồi. Sao em chưa có nhìn rõ cái phần ở dưới thầy rút xuống một chút. Đây là ở dưới đây này, bài dưới đây nhé. Bài này thì ghi lại với cái tên nó là sửa lỗi. Nhá. Thầy ơi thầy, đây cây mà ô tổng đó là dấu cách là thầy. Ở đâu? Ở đây à? Ở đây là dấu cách này. Dạ, mấy ô tổng đó. Còn ở đây là rỗng. Yeah. Ở đây là rỗng nhé. Thì là thầy bắt đầu dùng nó để mà ta lấy lại cái sâu, chuyển từ sâu SKQ sang SKQ1. Thì chỗ này nó là rỗng đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi. Ok.
này số 2, cái bài này rất là hay nhé, cho chúng ta chú ý bài tập số 2 nhé. Bài này là cái bài là sửa lỗ chính tả của một cái từ, của một từ tiếng Việt thì đại của một từ bất kỳ, là khi chúng ta gõ chúng ta hay gõ nhầm, đưa dấu cách vào đằng trước, ở giữa và đằng sau cái từ, thì mình phải bỏ đi những cái chỗ đó đi, gọi là sửa lỗ chính tả đấy. Rồi. Ai mở cửa ra ba? Thôi ba, ba không muốn bóng vào. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3. Cũng rất là hay. Bài số 3 là như này. Bài số 3 là cái bài mà yêu cầu cần phải, vì người Việt Nam chúng ta cần, ví dụ là tôi nhập là họ là, nhập là tên là Bùi Việt Hà chẳng hạn. Thì là sao là tôi biết ngay được, à anh là họ Bùi, phần niệm là Việt, phần tên là Hà. Hay là tên 4, tôi tên là Tôn Thị Nữ Nguyệt Anh chẳng hạn. Tên dài như vậy thì máy báo ngay, à tên bạn là họ là Tôn, tên là Anh, còn nữ Nguyệt gì đó ở giữa thì nó là đệm. Như vậy là chúng ta có thể tách ra cái phần họ, phần đệm và phần tên. Làm thế nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta làm thật đó nhé. Bây giờ chúng ta làm tổng quát hơn là nhập vào một cái sâu cái từ bất kỳ dài và tách ra từng từ một ở bên trong. Như tôi nhập cái từ là Việt Nam Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay là Hà Nội Hồ Chí Minh, thì cần tách ra là nó tách ra chữ Hà riêng, chữ Nội riêng, chữ Hồ riêng, chữ Chí, chữ Minh riêng. Như vậy là một cái từ, tôi biết có thể là sai như tả không quan trọng, mà nó gồm có những cái từ con kèm theo giữa và tôi tách ra từng từ con một mà tôi đưa vào một cái chuỗi và vào một cái dãy. Rồi tức là cái bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo là như thế này, là chúng ta sẽ nhập vào một sâu cái từ bất kỳ đây str cũng như vậy thôi, giống bài trước về mặt lý thuyết, nhưng mà cái đề bài nó hơi khác một chút, mà tôi này còn rất là khó, còn khó bài trước cơ nhé. Thì đặt tên nó là str đây cũng như thế, chúng ta sẽ nhập vào một cái chuỗi từ bất kỳ và một câu bất kỳ, có thể là tên người. Cái bài tập mà tìm ra họ đệm tên nó là phần, nó là một cái chiều con của bài tập này, ta tổng quát luôn nhé, là cho trước một số cái từ bất kỳ và cần tách ra từng thành phần của sâu đó, các từ đơn của sâu đó ra, tách ra và đưa vào một cái đưa vào một cái list. Đây. Đầu bài là hãy nhập sâu gốc nhá. Nhập sâu gốc. Được chưa? Nhập sâu gốc. Và bây giờ chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ gán nó là cái đây là str đây. Str nhé. Đó. Và biệt thì in ra cho các bạn xem cái đó để ta và chúng ta sẽ bắt đầu xử lý nhé. Đó, đây này nhé. Đây thì nhập vào một cái sâu đây. Nhập vào một cái sâu đây, nhập bất kỳ nhé. À nội, có thể viết sai. Việt Nam nhé. Thân yêu của tôi. Tôi lên thay thế nhé, ví dụ thế nhé. Đó. Thì đầu bài là cần tách cái sâu này ra, các cái từ riêng, từ Hà riêng, từ Nội riêng, từ Việt riêng, Nam riêng, thân riêng, yêu riêng, mà đưa vào một cái list gồm có là gì, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ, đưa vào một cái list. Đấy, đầu bài là như vậy nhé. Đấy, cái kết quả phải đưa vào một cái dãy các từ con mà phải bỏ qua các cái gì, bỏ qua các dấu cách gì đi, trước sau rồi phải bỏ qua hết, được chưa? Đó, thế bây giờ chúng thầy cùng các bạn chúng ta cùng làm nhé. Đây, thì cách làm như sau này, chúng ta sẽ làm một thủ tục này là thủ tục rất quan trọng. Thủ tục này nó có tên là cái động tác mà tách ra như thế, trong tiếng Anh nó gọi là split nhé, split. Đó, tiếng Anh chúng thích nhé. Tách, nó mà có tiếng Việt là tách từ, tiếng Anh nó là split, được chưa? Và đầu vào của nó như là một sâu là str thôi. Đây là một sâu, biết thầy sẽ này. Kết quả như này thì bỏ cái này ra nhé. Này. Như vậy là nhập vào và tách ra. Kết quả của này phải đưa vào một cái dãy để thầy mới tạo ra một cái list. Đây. Một cái list có tên là vkép list. Từ vkép là tiếng Anh là uộc nhé. Là một dãy các từ đưa vào cái bảng này. Đấy. Và sau khi mà làm xong rồi thầy sẽ list ra cái bảng đó.
Như vậy là đầu vào là cái này nhé, đầu vào là cái này. Đấy. Đầu vào là cái này. Và thầy tách ra kết quả đưa vào cái dãy là VKF list. Thấy chưa? Vào đây, vào đây. Nhá. Thì muốn làm bài này chúng ta vẫn phải, chúng ta sẽ phải nhớ lại cái vẫn phải có một thủ tục con, tức là số con. Thầy xử lý sau, nhưng việc ta tìm cái thủ tục con chúng ta làm lại thủ tục lúc nãy nhé. Chúng ta xử lý cái này sau, những cái này xử lý sau nhé. Việc thầy cần cái thủ tục con mà làm từ nãy đấy, làm từ nãy rồi, là đầu tiên là số con. Thủ tục này như sau. Thủ tục này là lấy ra từ sâu mẹ là STR một sâu con bắt đầu từ chỉ số G kết thúc chỉ số K và lấy ra, và lấy ra và đưa vào một cái, đưa vào một cái sâu, đưa vào một cái sâu khác nhé. Đây sâu khác. Nên cái này này làm này. Cái này lỗi làm rồi nhưng mà thầy làm lại. Nhưng mà thầy làm lại thầy sẽ đưa vào một cái tự khác thì không giống lúc nãy nữa. Như sau này thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ có tên là uộc. Bây giờ dùng vì ta dùng máy uộc là một cái từ. Uộc là điểm gì? Cái uộc này là cái biến là để ghi kết quả của cái này, lấy ra và đưa kết quả vào cái uộc này nhé. Đó thì đó là cái bài mà thầy muốn làm đấy. Thì cái làm bài này đơn giản thôi, thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ có tên là y. Y chúng ta nhớ là để đừng có lặp lại cái biến y này nhé. Biến y, y này sẽ chạy từ G đến K, đến K và lấy ra và đưa vào uộc, kết quả đưa vào uộc nhé. Lúc nãy là bài lúc nãy thầy làm mà đưa vào kết quả là SKQ, nhưng mà đây thầy muốn làm đồng bộ. Đây là cái bài tách từ mà trên là dùng từ uộc cho nó chung chung. Đây là VKF list này, cũng là uộc list này, và đây là chữ uộc, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nào. Rất đơn giản là chúng ta lấy từng ký tự một ra của sâu này ra từ vị trí G có dài đến K và đưa nó vào sâu, đưa vào cái từ uộc. Thì là như sau nhé. Đầu tiên thầy xét cái uộc là rỗng. Rỗng này thì bỏ vào đây này. Xóa này. Xóa những delete là xóa nhé. Và chỗ này đây là một sâu rỗng. Rỗng chứ không phải là dấu cách nhé, đây là rỗng. Rồi bắt đầu này. Thì là cái biến y. Y là biến chạy, biến y nhé, đây là y là biến chạy từ G. Từ G chạy đi. Được chưa? Rồi. Và lặp bao nhiêu nhỉ? Lặp là độ dài là từ G đến K, nhưng độ dài của nó là K trừ đi G. K trừ đi G cộng 1. Cộng 1. Chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta sẽ lặp này. Đây, lặp này. Lặp là cộng 1 đây. Trừ đây. Lặp là K trừ đi G cộng 1. Cộng 1. Thì đưa cái này vào đây này. Đó, đưa vào đây nhé. Đây là lặp đây. Ở đây vẫn là rỗng nhé, thì lại vì rỗng, rỗng. Chỉ biết là rỗng hết nhé. Rồi. Ở đây này, thế là như sau này thầy sẽ lấy từng phần tử một ra tại từ y chạy từ g đến g trừ k cộng 1 và đưa vào uộc thôi. Đơn giản. Thì dùng lệnh này, thì dùng cái lệnh là thì giờ ngay làm thẳng luôn nhé, thầy dùng lệnh này là set luôn. Set uộc. Set uộc bằng gì? Bằng nối. Bằng nối gì? Nối uộc với cái gì? Nối uộc với phần tử thứ y của str là nối với cái này này. Nối với cái này. Đây, phần tử thứ y. Đây. Phần tử thứ y. Đây. Y và của str. Rồi thầy là chuyên y by 1. Đó. Đây là cái sâu con đây. Lấy ra từ cái sâu mẹ là str phần tử từ g đến k. Đấy, nhắc lại này, và đưa kết quả vào cái biến nhớ là uộc nhé, vào cái đưa kết quả vào cái biến nhớ là uộc đó. Thì cái sâu này sẽ cần cho cái hàm này, hay cần cho cái lệnh split của thầy này. Nhắc lại này, split là cái lệnh là cần phải thủ tục mà cần phải tách một cái sâu dài thành các cái từ con. Mỗi từ như vậy là cách nhau bởi dấu cách, và ta lấy ra như vậy và ta đưa nó vào đâu? Ta đưa nó vào cái mảng VKF list này. Nhưng mà cái thủ tục này cần cái hàm này. Cái hàm này là cái hàm mà tách ra một số con, tách ra cách ra từ một số mẹ một số con từ địa chỉ G đến địa chỉ K nhé. Ta để ở đây nhé. Rồi, thì cách làm là như sau này.
cách làm mà chúng ta sẽ làm rất là giống lúc nãy, chúng ta cho một cái biến biến k chạy từ đầu đến cuối của str. Đấy. Thì nếu mà gặp một cái từ đơn là như sau này, nếu mà cái status của nó mà đang từ 1 chuyển sang 0 chính là một từ đơn. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ đưa nó vào cái thì ta đưa cái lấy ra từ đơn đó và đưa nó vào cái vcap list. Chúng ta nhìn lại nhé. Với bài này chúng ta làm bài này chúng ta làm là chúng ta vẫn cần một vòng lặp thôi. Cái đó cho lệnh số con ạ. Cái gì cơ? Con xem cái lệnh số con. Lệnh nào? Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài này. Chúng ta bài này là cái thủ tục này này, cách làm là tương tự lúc nãy, hơi giống, hơi có nét giống, mà chúng ta làm là khác. Hơi giống cái bài lúc nãy. Ôi dồi ôi, nhà chú Huấn có hai cây bưởi đột biến to vãi. Hai cây cộng với hai quả bưởi là bốn quả. Giống cái bài lúc nãy là cái bài mà giống cái bài gì nhỉ? Giống cái bài mà xóa đi sửa đổi nhân tả đấy. Chúng ta cũng phải chạy một cái biến nhớ từ đầu đến cuối. Rồi tôi làm như sau, chúng ta nhớ lại này. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái lệnh như sau, chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái vcap list đi, là làm từ đầu mà. Đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt một cái biến nhớ là k để chạy đi, không dùng lệnh biến y nữa nhé. Vì sao không dùng biến y? Vì trong cái này dùng y rồi, ở đây dùng k thôi nhé. Sau này đầu tiên ta đặt là biến k bằng gì? K chạy từ 1 trở đi này, từ 4 này. Được rồi, chúng ta sẽ thiết lập là một cái biến nhớ nữa là status, rất quan trọng, mô tả cái trạng thái hiện thời. Trạng thái hiện thời là trạng thái hiện thời là gì? Là chỉ số hiện thời đấy. Là cái trạng thái hiện thời nó là chữ con số cách hay là không phải số cách khi mà K chạy nhé. Thì ban đầu chúng ta đặt cái status này bằng bao nhiêu? Đặt status này bằng 0. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ là như sau này. Chúng ta sẽ lưu hai cái biến nhớ rất quan trọng để mô tả bắt đầu và kết thúc. Bắt đầu và kết thúc của một cái từ chúng ta tìm được. Cái từ trong cái sâu mẹ đấy. Tìm được rồi, thì chúng ta sẽ đưa vào cái mảng, cái kép list. Vậy chúng ta cần hai biến nhớ rất quan trọng. Thế này. Đó cũng đây này, hai biến nhớ đầu tiên đó là G1 và K1, các bạn chú ý nhé. Người ta khi nào thì dùng G1, khi nào thì dùng biến này, chúng ta sẽ xử lý. Bắt đầu từ K đây nhé, chúng ta sẽ lập, các bạn quan sát này, cái này nó hơi giống lúc nãy nhưng mà cách thuật toán thì hơi giống, tương là cần một vòng lặp thôi, nhưng mà cách xử lý cụ thể nó khác. Là chúng ta cùng nhau nhé. Cho K chạy từ 1 này, chúng ta sẽ tất lên trên nhé. K chạy từ 1 và chúng ta sẽ lập theo chiều dài, lập theo đúng chiều dài của dãy của cái số str này, lập theo cái length này, lập theo cái length của str nhé. Đây rồi, thì với mỗi cái K như vậy chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt tính phân tử thứ K của str là bằng, đưa vào cái biến là biến nhớ là đưa vào cái biến là biến gì? À, chúng ta phải tạo cái biến nhớ là biến CH, là cha, để mô tả cái biến cha, đặt CH, này, đặt CH, này CH đây nhé, đặt CH bằng cái gì? Bằng cái phần tử thứ K của str, này, bằng phần tử thứ K, nhé, của str. Đó, chúng ta chú ý không? Như vậy thì nhắc lại này, là cho K chạy từ 1 đến cuối của str, và bước K như vậy chúng ta lấy ra phần tử thứ K, đặt tên vào CH và kiểm tra CH. Thì
khi nào thì chúng ta sẽ dừng lại, khi nào chúng ta đặt lại cái để nối vào cái biến nhớ là G1K1, chúng ta cùng chú ý nhé. Ở đây sẽ hát có hai trường hợp. Một là sẽ hát là bằng gì? Sẽ hát là bằng là bằng dấu cách, hai là không bằng dấu cách, chúng ta xử lý khác nhau. Đây. Nếu đây nhá. Trường hợp 1 là sẽ hát bằng ký tự rỗng. Đây chúng ta thiết lập sẽ hát bằng trong xử lý này hơi phức tạp đấy nhé, chúng ta chú ý nhé. Trường hợp 1 là sẽ hát bằng rỗng. Đây, chúng ta bấm phím delete để xóa này. Bấm dấu cách này. Đó, thì bây giờ chúng ta... Ủa mẹ lại phải cách ly tiếp F3 các bạn ạ. Cái này nó là gì? Cái này nó là dấu cách rồi nhé. Đây, CH bằng dấu cách thì sao mà đây là bằng không bằng dấu cách thì sao nhé. Thì CH mà bằng dấu cách nhé. Thì nếu mà trước đó dấu cách thì chúng ta mà bỏ qua. Nếu trước đó là không phải dấu cách. Đó. Nếu trước đó không phải dấu cách. Nếu gì? Nếu trước đó không phải dấu cách là cái gì? Nếu như đây. Nếu như mà trước đó không phải dấu cách là gì? Cục xì lầu, ông bê lắc. Cô cục xì lầu, ông bê lắc. Thầy nhắc lại nhé. Chỗ này rất khó đây. Chúng ta phải theo dõi này. Nếu mà đây là đang đi ở vị trí hiện thời là K này. Cục cút. Im đi. Nhờ nhá. Nếu mà trước đó đây không phải dấu cách. Tức là cái đoạn 1. Còn trước đó dấu cách thì ta bỏ qua. Như vậy là nếu mà CH mà là đây rồi. Nha, thầy xử lý dần cho các bạn xem nhé. Nếu mà trước đó là dấu cách này, trước đó là đây, trước đó là không là dấu cách nhé. Ta đang ở chữ Hà này, chữ A này, chữ A là không cách này. Sau đó là cách này. Đấy. Nếu trước đó là không dấu cách mà cái này là cách nhé, thì làm sao? Thì luôn ta chốt được một từ đấy. Làm như sau. Đây. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt đây, chúng ta sẽ đặt K phần tử cùng. K là bằng cái gì? K sẽ bằng là K1 sẽ bằng gì? Chốt lại. Đây. Sẽ bằng là K-1, đang ở K mà. Ta cố định lại như thế này và ta sẽ copy và ta sẽ lấy ra đây chỗ này nhé. Ở đây là sau đó chúng ta sẽ lấy ra số con này, số con nhé, số con của str này. Đấy. Và lấy ra từ gì? Từ cái phần tử, từ phần tử là G1 đến K1. Đấy. Như vậy thì tức là chúng ta chuyển từ vị trí là không dấu cách sang dấu cách. Thì như vậy là trước đó là kết thúc một từ rồi, chúng ta đặt vị trí K1 là vị trí kết thúc của từ đằng trước đó là K1-1. Và lấy ra cái phần số con từ G1 đến K1 là đưa vào uộc. Và sau đó chúng ta sẽ bổ sung uộc vào VKF list. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là add. Đây, add cái gì? Add bổ sung cái uộc vào VKF list. Đấy. Và đấy trường hợp đây, trường hợp là và làm thế sao cho ta thêm một trường hợp và đặt gì? Và đặt status bằng 0. Yeah, mình đã chuyển sang mà. Nếu mà set bằng 0 bằng rỗng, trước đó là không rỗng, thì ta đặt K1 bằng cái này và copy phần tử này, số con này vào trong VKF list và đặt status bằng 0. Đó. Còn nếu mà CH mà bằng rỗng bằng dấu cách mà trước đó là bằng 0, ta bỏ qua. Còn ở đây này. Ở đây là CH không là rỗng nhá. Đây CH không là rỗng này. Mà trước đó là rỗng thì chỗ này rất quan trọng, chỗ này cũng quan trọng nữa nhá. Nếu mà ở đây tức là CH là không là dấu cách. Nhưng mà trước đó là dấu cách. Đây.
ở đây nhé. Chỗ này là L, L đây là cái gì? L đây là CH, không là dấu cách. Nhé. Mà trước đó là dấu cách. Đây này. Tôi là dấu cách, trước đó dấu cách, sau đó xong đi ký tự đằng trước là dấu cách, ký tự sau không là dấu cách. À thì đây là bắt đầu một từ. Chúng ta sẽ đặt ở đây, chúng ta sẽ setup đặt cái G1. Như vậy G1 là đặt vị trí này nhé. K1 đây là G1. G1 đặt bằng K luôn. Đúng không? Như này, K. Đặt lại nhé, chỗ này rất quan trọng này. Sao như này nhé, thì ở chỗ này thì là ký tự hiện thời tại vị trí K thì là không là dấu cách, nhưng mà trước đó là dấu cách. Thì như vậy ký tự hiện thời này chính là đầu của một từ, chúng ta đặt là chữ đó đặt là chính là G1, và sau đó chúng ta sẽ xếp status được bằng 1, chuyển sang trạng thái là 1. Còn trường hợp mà ký tự hiện thời không là dấu cách nhưng mà status là 1, chúng ta cũng bỏ qua. Đấy. Như vậy ta chú ý chỗ này nhé. Khi làm xong chỗ này rồi thì chúng ta đã copy được xong nhé. Trừ khi ở phần tử cuối cùng nhé. Khi ở phần tử cuối cùng thế này. Chỗ này xong là khi mà phần tử cuối cùng nếu mà thầy ơi kia là set status to gì này? Set to weird thầy. Ở đây á, bằng 1 nhé. Bằng 1. Bằng 0 mà nếu mà đúng không? Ở đây là nếu mà CH mà là khác dấu cách mà trước đó là dấu cách như này thì đặt được bằng 1 và gán G1 bằng K. Chuyện này là rất quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta mà di chuyển cái K từ một chuyến cuối của SL, chúng ta luôn duy trì hai cái biến nhớ là G1 và K1. Là cái gì? G1 và K1 là cái biến nhớ chỉ ra G1 là vị trí đầu của một từ chúng ta đang xét, và K1 là vị trí cuối của từ đó. Để chúng ta lấy ra cái số con ở bên này. Đấy, chỗ này. Khi đi đến cuối cùng của sâu nhá. Thì mà ký tự cuối cùng của sâu mà là rỗng ấy, mà là dấu cách ấy, tốt quá thì chúng ta vừa mới copy trước rồi. Copy ở bước trước rồi. Nhưng mà nếu mà ký tự cuối cùng mà là không phải dấu cách ấy thì chúng ta sẽ phải làm tiếp tục. Đây. Đang làm tiếp tục ở đây nhé. Nên này, chúng ta xử lý thêm một bước nữa là nếu chỗ này là xong rồi nhé, đi qua một lọc rồi nhé. À, chúng ta thêm một cái lệnh nữa này, quên một lọc đấy. Quên một cái lệnh là trên K by 1 ở chỗ này nữa nhé. K by 1 ở đâu? Ở đây này. Đấy, ở sau cái if bên này. Đấy, sau cái if bên này. Lấy ra nhé, xử lý. Để hát nhé, trên K by 1 ở đây. Một chỗ này ra đây là ra khỏi một lọc rồi, ta để ở đây nhé. Khi ra khỏi một lọc rồi, nếu mà status bằng 1, ta sẽ phải xử lý tiếp. Nếu mà status bằng 1 tức là cái từ cuối cùng của nó là khác dấu cách thì cái từ cuối cùng đó chúng ta chưa kịp đưa vào cái dãy WList, mà chúng ta sẽ phải làm tiếp tục xử lý một lần cuối cùng nữa. Nếu status cuối cùng ở cái từ cuối cùng nó status bằng 1, tức là nếu mà cái từ cuối cùng nhá. Nếu ký tự cuối cùng là không là dấu cách thì sao? Thì chúng ta sẽ là copy một lần nữa. Suku. Chúng ta sẽ đặt là K1 bằng K. Bằng K nhé. Khác ở đây nhé. Khác chỗ này. Đây là K, đây là K-1. Thì chúng ta đang ở cái bước là đi bước vào cái dấu cách. Trước đó là không dấu cách thì chúng ta đặt lại là K1 bằng K-1. Còn đây chúng ta bước đến đó rồi. Jack chơi đó là hacker. Đây, và chúng ta sẽ copy đây. Chúng ta copy chỗ này. Lại cái này nhé. Đây, chúng ta làm thêm lần nữa đây. Đấy. Đã lại này, cuối cùng chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà từ cuối cùng là không là dấu cách. Chúng ta đặt K1 bằng chính nó, bằng chính là chính K, và copy cái từ cuối cùng từ G1 đến K1 và đưa vào backup list là xong. Đó, cuối cùng là xong nhé. Đấy. Bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta kiểm tra lại đúng hay sai, ra sẽ kiểm tra nhé. Đây, thầy thử đấy nhé. Bây giờ thầy thử nhập này.
Đây này, để thầy kiểm tra một chút nữa nhé, vì thầy sẽ cho nó xây một đoạn nữa cho nó hay hay. Đây, trước khi mà chúng ta tách ra này, chúng ta đưa cái S cho nó fill này lại nè nhé. Vậy hiện số gốc này, sau đó là đợi split này, để tách ra, đợi sau đợi 2 giây thì chúng ta in ra kết quả. Ta thử nhé. Đây, bây giờ thầy thử nhập vào nhé. À này, số cách này. Thầy ơi, cho em xin phần split. Thầy thử kiểm tra xem đúng không đã. Nam này, enter này. Đây là hàng này, in ra này. In ra kết quả là cái này nhé, đi này. In ra kết quả còn là cái này này. Đấy, Hà Nội Việt Nam lấy ra chính xác Hà Nội Việt Nam, thấy không nào? Đó. Đây các bạn xem lại nhé. Đây, đây là cái thủ tục đây của chúng ta đây, rất quan trọng đây nhé. Thủ tục này là cái chương trình mà thầy đặt tên là tách từ nhé, rất quan trọng. Là tách một cái số bất kỳ thành các cái từ con và đưa nó vào kia phần nào đây split đây hơi dài một tí, thì cho nhỏ lại tí nhé cho các bạn nhìn thấy dễ nhé, hơi dài quá đúng không nào, nhìn rõ không đấy, nhỏ lại nữa nhé, đấy nhỏ lại này, đấy hơi bé một tí. Chỉ có nhìn nhé. Đấy. Nhìn có rõ không? Còn bên dưới cơ. Dưới đây. Không có gì mà nhìn nhé. Bên dưới cùng này. Đây là số sau cùng để cho các bạn nhìn nhé. Là cái đoạn này là đoạn chạy rồi. Cái đoạn này là chạy từ đầu đến cuối rồi. Cuối rồi nhưng mà nó sẽ thiếu một từ cuối cùng. Nếu mà khi chạy cái sâu của chúng ta mà từ cái sâu cuối cùng mà cái chữ cuối cùng nó là dấu cách thì nó sẽ bị sai, chúng ta phải xử lý thêm. Nếu mà cuối cùng nó là dấu cách ấy, thì là ta phải xử lý thêm. Đấy, cuối cùng không phải dấu cách ấy, thì ta xử lý thêm. Còn nếu từ nhưng mà cái từ cuối cùng của cái sâu S mà là không là dấu cách ấy, ta xử lý xong rồi, chúng ta phải ta xử lý xong. Nhưng mà nếu nó không là dấu cách thì chúng ta sẽ phải xử lý thêm như này nhé. Đấy. Rất đơn giản cho các bạn để theo dõi nhé. Đây là một cái thủ tục rất là hay, một cái bài toán rất là khó nhưng mà là hay. Tức là tách ra từ một cái từ gốc, tách ra các cái từ con nhưng mà chỉ cần một vòng lặp thôi. Đấy, quan trọng nhất là như vòng ca chạy từ đầu đến cuối thôi. Và ta dùng một biến quan trọng là biến status để chúng ta xử lý. Rất quan trọng. Ba biến, biến status là một, biến G1 và K1. Và chúng ta lấy ra cái từ con bắt đầu từ G1 đến K1 và tách nó ra bằng cái thủ tục là show con. Đó, thấy không nào? Cái chuyện này là cái rất là hay đấy, các bạn chú ý nhé. Bài này thầy sẽ đặt tên nó là gì? Đặt tên là tách từ. Rất quan trọng nhé, tách từ. Một thủ tục mà một cái chương trình là quan trọng. Từ bài này rồi chúng ta sẽ xử lý tiếp rất đơn giản các bài tập khác, như là chúng ta nhập một cái họ tên, chúng ta tính đâu là họ, đâu là tên. Mà khi tách ra như thế này nhé, thì chúng ta hiểu ngay là đây, bây giờ nhập lại bài này, đầu bài chúng ta xem nhé. Đây, nhập lại phòng to này nhé. Bây giờ chọn, bật để chọn xem luôn, đây là dễ nhìn đấy nhé. Đây này, dễ nhìn luôn nhé, đây là thầy chạy thử nhé. Số gốc này, Bùi này, Việt này, Hà này, nhập sai nhé. Enter, máy tính ngay, như này, máy tính ngay là Bùi Việt Hà đây, và chúng ta có thể thấy ngay là đâu là họ, đệm đầu tiên, đây là họ là Bùi, đệm là Việt và Hà là tên, nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái này và chúng ta sẽ làm cái bài tập này, các bạn vào nhà làm nhé. Là chúng ta sẽ bài tập như sau là chúng ta sẽ nhập trước một họ đầy đủ, chúng ta sẽ tách ra phần họ, phần đệm và phần tên. Giả sử như này sẽ khó hơn này. Đây, giả sử tôi nhập tên nhé. Tôi nhập tên của tôi là Tôn Nữ Minh Hằng. Như vậy là tôi có 4 tên. Có 4 cái là của tôi có 4 cái thì chúng ta sẽ phải xử lý như nào? Chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Là tên là cái phần tử đầu tiên của cái dãy VKLIST Hằng
họ chứ, họ là phần tử đầu tiên của dãy VKLIST. Hằng là tên, là phần tử cuối cùng của VKLIST. Còn ở giữa, tất cả chỗ giữa ta gộp lại nhau, ta gộp lại thành cái gì? Thành cái là phần đệm. Phần đệm. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta có thể làm luôn này. Bây giờ chúng ta, thầy sẽ làm luôn, các bạn xem luôn các đoạn chương trình để tính ra cái này, thì luôn làm luôn đây nhé, trên mạng nhé, làm luôn đây nhé. Chúng ta sẽ tính một cái đoạn chương trình để tính ra được. Làm luôn cho ở đây cho tiện nhé. Sau khi mà speed rồi, đầu bài là nhập một cái họ đệm, thì thầy lưu xong bài mới nhé. CVS sang là tính tìm họ đệm tên. Nhìn này các bạn thấy nhé. Đây. Thì nhân biển đầu vào là nhập họ tên đầy đủ. Đầy đủ nhé. Rồi. Và chúng ta sẽ tính speed. Sau đó chúng ta sẽ tách phần tên họ đệm nhé. Thầy làm như sau là thầy sẽ đặt ba cái biến nhớ. Một biến nhớ là thầy đặt tên là họ với thoa cho dễ. Một cái là họ này. Và một cái là tên này. Tên. Và một cái là đệm. Chúng ta sẽ tính nhé. Tính. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thủ tục con cho nó dễ nhé. Cho nên sẽ đơn giản, chúng ta tạo một thủ tục con có tên là tìm họ đệm tên đầy đủ. Được chưa? Đấy là lấy không còn về để đơn giản, để cho nó đỡ về, ta không còn tham số nhé. Rồi. Rồi, thì như sau này. Khi cho tính rồi nhé, tính rồi chúng ta làm như sau này. Đầu tiên là thầy làm cái tên trước. Tên rất là dễ. Tên trước, sau ta làm ấy sau nhé. Ta làm họ sau. Tên trước đến tên một điểm rất là dễ. Điểm là họ. Họ là dễ. Điểm là khó hơn cả. Họ đây. Họ. Nhé. Tên và họ. Đây. Tên là phần tử cuối cùng của VKLIST. Đây, chúng ta lấy ra này. Tên nhé. Tên là chúng ta lấy ra cái phần tử của VKLIST. Phần tử cuối cùng là lấy ra cái length của VKLIST. Này. Đây chính là tên đây. Đó nhé. Phần họ. Họ thì là phần tử đầu tiên của VKLIST. Chúng ta bỏ cái này ra và đây là một. Như vậy. Ở đây chính là đây nhé. Thì bây giờ ta tính nốt cái phần đệm. Đệm là cái từ thứ hai. Từ thứ hai là từ thứ hai cho đến len trừ một. Là phần giữa đấy, đúng không? Phần giữa thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đặt như này. Chúng ta sẽ set cái đệm. Đệm ta đặt bằng ta bấm đây là xóa nhé. Là rỗng này. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng cái biến K để chạy thôi. Tôi cho K chạy từ 2 trở đi. Đấy. Cho K chạy từ 2. Chạy từ 2 cho đến len trừ 1. Chỉ thứ hai và lọc. Lọc là gì? Lọc là len trừ đi 2. Đây tôi dùng cái này nhé. Lọc này, control này. Repeat. Repeat cái... Alo, một hơi vô cùng tất dụng. Kính thưa tất cả các bạn, cực tật thể hội giá trị sinh viên. Ai, nhé. Cái phần đệm là phần ở giữa. Chúng ta phải bỏ đi phần đầu là cái họ. Bỏ đi phần cuối là cái tên. Và lấy phần giữa chúng ta chỉ lọc. Vì cái độ dài của cái VKLIST này là N. Chúng ta độ dài lọc N trừ 2. Bắt đầu từ 2 thì đến cuối. Đây này. Nhé. Rồi. Và chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ set. Chờ nhất chúng ta set nhé. Set cái phần đệm. Bằng cái gì? Bằng nối thôi. Nối. Join. Đúng không? Join cái gì? Join của đệm. Được. Chúng ta nối là hai lần nhé. Nối này. Biến này, đệm này. Rồi này. Ở đây có dấu cách, nó cách này. Dấu cách nhé, để cho nó là lệch nhau. Dấu cách nhé. Và đệm bằng đệm cộng với phần tử thứ K của VKLIST. Chỉ là cái này. Tử thứ K nó rồi, item. Đấy. Item phần tử thứ K. Thứ K của VKLIST. Đây, thứ K. Bài gọi chúng ta đây, trên K bài 1 rồi này. K lọc từ gì? K lọc từ 2. Từ 2 mà chạy
theo chiều dài là độ dài của cái tên người, số lượng các cái từ của tên người đó trừ đi 2. Vậy người đó việc cực dân là Trần Hưng thì chỉ có 2 người đều đệm cho bằng rỗng, không có gì cả nhé. Đấy, để chạy đây khi mà cái VKB này lớn hơn bằng 2, lớn hẳn 2 thì mới có, còn bằng 2 nó không có. Nhé. Vậy là thế lại là họ là một phần tử một của list, còn tên là phần tử cuối cùng của list, còn phần giữa là phần đệm, tính đây là công thức, đây là phần tính phần đệm đây nhé, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm thử nhé. Đây bây giờ chúng ta làm như sau. Đây chúng ta sẽ bỏ cái này ra và chúng ta sẽ viết vào đây. Rồi nhé, say đây. Bạn tên là bạn có tên là họ là đệm là nhé bạn này. Bạn tên là thế này, tôi đối dài một tí này. Bạn tên là họ của bạn là nhé. Chúng ta lấy ra phần họ riêng. Đâu rồi? Họ. Tên là gì? Tên là rồi, tên đây. Đó, đây chúng ta phải nối thêm một cái nữa nhé. Phải nối thêm cái nữa. Tên là, còn đệm là đệm. Chắc chắn chúng ta xem đúng hay sai. Đệm đây. Đấy. Nghe thầy thử nhá. Phong to này. Thầy chưa cho cái phần tìm tên kia này. Gì cơ? À đúng rồi, thầy chưa làm cái phần tính. Xin lỗi, đúng rồi. Mọi người nói chính xác luôn. Thầy chưa có cái phần tìm họ đệm tên ở đây. Đấy. Tìm hiểu mới đúng nhá. Tất cả xong tìm họ đều tên này. Mình chạy lại này. Đây nhé. Bùi này. Việt này. Hà này. Họ của bạn là Bùi, tên là Hà, đây là Việt. Để chỉ xác thì là một cái tên dài hơn nhé. Mình thêm thì bỏ cái này đi. Thầy không cần nghĩ cái này. Ủa thầy. Nếu như mà mình làm như thế này vậy chẳng may mà có người họ công tằng tôn nữ họ nhập vào thì sao thầy? Như đây là ta thử nhé. Là thì là tôn này, tôn thị nguyệt nữ. Đấy, tên như em là tên là đệm thị nguyệt, còn tên là nữ, họ là tôn, tên là nữ đệm thị nguyệt. Thì đây ta quy định là cái chữ cuối cùng của tên là tên, cái từ cuối cùng là tên, từ đầu tiên là gì, từ đầu tiên là họ, còn ở giữa là đệm. Thấy chưa? Đó, như vậy là được rồi nhé các bạn. Đó, như vậy bài này là cái bài là tìm họ và tên nhé. Bài này là cái bài tiếp theo là tìm họ đệm tên. Đây để ghi lại làm cái bài mở rộng hơn vào lúc này đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta làm một số bài tập rất là quan trọng của cái phần số ký tự nhé. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ nhé. À, chúng ta hết giờ rồi. À, thì chúng ta... Em kết phần xây được rồi. Thì có. Con chào thầy. Chào thầy. Thầy ơi, cho em xem phần xây cho họ tên rồi. Em chào thầy. Em chào thầy. Là split ấy, tách một cái từ dài có thể rất là dài, tách cái câu rất dài thành các cái từ con. Bài này có rất nhiều ý nghĩa nhé, vì các bạn thấy là có rất nhiều bài tập như này là cho trước một cái thành ngữ mình phải tách ra, vừa có cái thành ngữ là tiên học lễ hậu học văn, chúng ta tách ra thành từ từ một,
và đưa sang một cái chỗ khác và thành thành cái bài tập mà rất là hay cho học sinh, như bài tập về một cái trò chơi đấy và ghép từ đấy. Đấy, thì cái bài tập đó thì ta sẽ nói sau nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé.